hướng dẫn cách ly và điều trị các trường hợp F0 không triệu chứng và F1 tại nhà thì hiện giờ đang được áp dụng rộng rãi, và tất cả những cái điều kiện mà giúp cho bà con cô bác để tuân thủ cũng như là theo dõi sức khỏe là hết sức cần thiết. Cho nên là kính thưa toàn thể bà con cô bác, khi bà con cô bác được xác định là người nhiễm COVID-19 hoặc là người tiếp xúc gần, mọi người đều phải có trách nhiệm đối với cả việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, của người thân trong gia đình cũng như là cộng đồng. Để làm được những việc trên thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo bà con cô bác thực hiện theo một số các hướng dẫn sau. Chúng tôi tóm gọn lại 10 điều để cho bà con cô bác dễ theo dõi. Điểm thứ nhất đó là chúng ta phải chuẩn bị một khu vực cách ly ở trong nhà với điều kiện là hoặc là có phòng riêng, nếu không phải có một khu vực riêng biệt, và khu này, phòng này phải có nhà vệ sinh riêng. Sau đó chúng ta phải có số điện thoại của các cơ sở y tế, của nhân viên y tế được phân công theo dõi và số điện thoại của bác sĩ tư vấn. Bên cạnh đó thì bà con cần phải chuẩn bị một số vật dụng tối thiểu cần thiết như là dung dịch khử khuẩn tay, dung dịch khử khuẩn các bề mặt, nước súc họng hoặc nước muối sinh lý 0,9%, khẩu trang y tế, cặp nhiệt độ, cồn sát trùng và một số loại thuốc thiết yếu như là thuốc hạ sốt, một số loại thuốc nâng cao sức khỏe như là multivitamin, vitamin C hoặc là một số thuốc đông dược. Và chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một bàn hoặc là ghế ở trước cửa phòng hoặc là khu vực cách ly để nhận tiếp tế nhu yếu phẩm từ gia đình và cán bộ y tế chuẩn bị cho bạn. Cuối cùng là chúng ta phải có một thùng rác cá nhân có nắp và túi rác đi kèm. Điểm thứ hai, chúng tôi xin khuyến cáo với cả bà con cô bác là nên mở cửa sổ để tạo cái không khí thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa ở trong phòng. Điểm thứ ba đó là chúng ta cần thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên trừ khi ăn uống và vệ sinh cá nhân. Chúng ta phải thay khẩu trang 2 lần một ngày và khử khuẩn bằng cồn hoặc là thuốc sát trùng trước khi loại bỏ khẩu trang. Điểm thứ tư là chúng ta thường xuyên phải khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc, ví dụ như là mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo sau khi chúng ta sử dụng hoặc là tiếp xúc vào những vật này. Điểm thứ năm đó là chúng ta cần đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần một ngày, hoặc là khi chúng ta cảm thấy có dấu hiệu ớn lạnh hoặc là sốt, ghi chép thân nhiệt và báo cáo cho nhân viên y tế hàng ngày. Điểm thứ sáu là chúng ta cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Điểm thứ bảy đó là uống nhiều nước và bổ sung vitamin khoáng chất thường xuyên. Điểm thứ tám, chúng ta cần tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút một ngày. Và điểm thứ 9 là yêu cầu nhân viên y tế sẽ đến lấy mẫu để xét nghiệm lại hoặc là được hướng dẫn tự lấy mẫu ở tại nhà sau 7 ngày cách ly. Cuối cùng là điểm thứ 10 là khi có một trong các cái dấu hiệu sau thì bạn cần gọi điện báo ngay cho nhân viên y tế. Đó là khi chúng ta sốt, kẹt nhiệt, thấy sốt lớn hơn 37 độ rưỡi, hoặc là chúng ta khi cảm thấy ho và đau họng, hay là khi tiêu chảy, và hay là khi chúng ta cảm thấy cái hơi thở của chúng ta ngắn lại, khó thở. Và cái điều kiện làm để vấn đề để kiểm tra cái triệu chứng này là các bạn không thể hít vào và nín thở đủ 10 giây. Thì khi mà có những triệu chứng này thì chúng ta nên báo ngay cho nhân viên y tế để có sự hỗ trợ về y tế cũng như là theo dõi tiếp tục cái tình trạng sức khỏe của bạn. Chúng tôi hy vọng là với cả những cái khuyến cáo này thì các bà con cô bác cũng sẽ tạo một cái điều kiện tốt nhất. Chúng ta có thể theo dõi sức khỏe ở tại nhà khi mà được yêu cầu cách ly tại gia đình, và chúng ta cũng sẵn sàng để phát hiện ra những cái dấu hiệu giúp cho ngành y tế chúng ta có thể giúp các bạn điều trị khi mà cái bệnh lý nhiễm COVID-19 trở nặng.